Vâng, xin chào các em, tiếp tục số học tư vấn rồi. Đã sẵn sàng tìm với bệnh chọn mẫu thành phố chọn mẫu nội dung cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xét thành phố chọn mẫu cái giới hạn trung tâm thành phố chọn mẫu của trung bình mẫu và thành phố chọn mẫu của tỷ lệ mẫu. Mục tiêu của bài học là chúng ta phân biệt được tham số tổng thể và thống kê của mẫu, biết mục đích của việc chọn mẫu, nắm được vai trò của định lý dạng trung tâm, biết phân phối chọn trung bình mẫu và của tỷ lệ mẫu. Tình huống như sau: hàng lưu kho, thì một công ty máy tính sản xuất trực tiếp giao sản phẩm tới tay khách hàng. Để tăng tốc độ giao hàng thì họ đưa máy tính vào các kho đặt ở nhiều nơi. Hiện tại thấy chi phí của việc lưu kho hay là bảo quản nó là khá cao. Làm thế nào để ước lượng được nhu cầu của khách hàng để không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay lưu trữ vượt quá nhu cầu khách hàng? Thì cái này các bạn đi mua điện thoại thì các bạn biết mua điện thoại hay máy tính đúng không? Thì có thể là cái cửa hàng ở khu vực này thì có hàng nhưng mà cửa hàng ở khu vực khác không có. Đấy. Chỗ có chỗ không đúng không? Đấy. Mình đặt hàng online cũng thế, có khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đầy nhưng mà ở Hà Nội ngược lại, có khi mình đặt ở thành phố Hồ Chí Minh mà cuối cùng lại đùng đùng thấy cái địa chỉ gửi đến ở Hà Nội, nên là nó có cái kho của nó ở Hà Nội đúng không? Ai đã từng đặt hàng ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại thấy hàng địa chỉ gửi đi chưa để ý đúng không? Không để ý đúng không? Mình đặt ở thành phố Hồ Chí Minh nào ra ở Hà Nội mình hỏi có gì ở Hà Nội à? Thế còn nhiều công ty nhiều shop hàng còn giấu cái địa chỉ sợ người ta đến người ta như vậy. Thì để xử lý được cái tình huống này thì công ty cần ước lượng máy tính trung bình của khách hàng mỗi ngày, công ty chọn ra một số ngày chẳng hạn như 30 ngày để tính số máy trung bình. Vấn đề đặt ra là khi chúng ta chọn mẫu khác nhau thì số máy tính trung bình có khác nhau, thì chúng ta sẽ lấy cái số nào để ước lượng cho trung bình tổng thể. Và số máy trung bình thay đổi theo các mẫu khác nhau thì nó có tuân theo một quy luật nào hay không? Thì cái phần tổng thể và mẫu thì chúng ta đã học phần trước, lý do mà chúng ta phải sử dụng mẫu cũng đã giải thích ở trong phần trước rồi. Thì tham số của tổng thể và thống kê, một tham số của tổng thể là số đo mô tả đặc trưng của tổng thể, thường là không biết. Còn một thống kê thì là một số đo mô tả đặc trưng của mẫu. Như vậy đối với trường hợp mà tổng thể thì người ta gọi là tham số tổng thể, còn đối với mẫu thì người ta gọi là thống kê mẫu, chứ không người ta không gọi là tham số của mẫu, người ta gọi là thống kê mẫu. Vấn đề chỉ là tên gọi thôi. Thế thì thống kê được dùng để suy đoán về tham số của tổng thể. Ví dụ như sau, về tham số của tổng thể thì chúng ta có trung bình tổng thể. Thì thống kê thì là tương ứng thì là trung bình mẫu. Tham số tổng thể là trung bình tổng thể thì ký hiệu là chữ mu. Còn trung bình mẫu là ký hiệu là chữ x xì ngang. Hay là phương sai của tổng thể thì là sigma bình phương. Hay là hôm trước người ta ký hiệu là vx. Phương sai của mẫu thì là ôi đánh máy đi. À đúng rồi, phương sai mẫu thì là sin là s bình. Rồi tương tự độ lệch chuẩn của tổng thể thì là sigma, còn độ lệch chuẩn của mẫu thì là chữ s. Tỷ lệ tổng thể, tỷ lệ mẫu. Tôi xét một cái dấu hiệu T nào đó trên các đối tượng tổng thể. P là số đối tượng có một cái dấu hiệu T nào đó trong tổng thể và chia cho ở dưới là tổng số đối tượng tổng thể. Lấy ví dụ
đơn giản. Dấu hiệu T là sinh viên đi học muộn. Sinh viên đi học muộn. Thế thì của cả cái lớp mình là coi như lớp mình là tổng thể đi. Thế thì chúng ta có thể đếm được hết thì là có bao nhiêu bạn đi học muộn trên tổng số các bạn là trong lớp. Như thế thì đây là tỷ lệ số đối tượng có dấu hiệu T của tổng thể, là dấu hiệu đây là dấu hiệu đi học muộn. Đúng không? Nhưng mà vì lý do nào đó đang ngồi đếm thì coi như là bài học nó phải tiến hành, chứ không thể ngồi đếm đến hết lúc mà sinh viên vào mới bài dạy được, không được. Thì lúc đấy chúng ta tiến hành ở trên mẫu. Trên mẫu tức là không phải là toàn bộ của tổng thể. Thì cái số đối tượng có dấu hiệu đi học muộn ở trong mẫu, nó không phải cả lớp đâu nhé, chia cho tổng số đối tượng ở trong mẫu chúng ta đếm đến bây giờ chẳng hạn có bao nhiêu bạn đi học muộn, đấy chính là tỷ lệ số đối tượng có dấu hiệu đi học muộn ở trong cái mẫu. Đúng chưa? Một ví dụ là hơi thô một tí nhưng mà nó là có thể nhìn thấy ngay được. Thì chúng ta bổ sung thêm về cái tham số tiếp theo. Tham số tiếp theo là tỷ lệ tổng thể P. Thì đối với bên mẫu thì nó là tỷ lệ mẫu với mũ. Về mũ chẳng hạn từ lấy ra qua 20 người đi muộn, trong đó tổng số 50 người, thì như vậy là tỷ lệ mẫu của chúng ta sẽ là 20/50, đúng không, là bằng 0,4, tức là tỷ lệ 40%. Vấn đề đặt ra là tại sao cần chọn mẫu, tại sao cần chọn mẫu, thì nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là để giảm chi phí về thời gian, chi phí thu nhập dữ liệu tổng thể rất lớn. Thứ hai là trong nhiều trường hợp thì việc kiểm tra toàn bộ tổng thể là không thể. Thì bây giờ phân tích tại cái giảm chi phí thì các em ai cũng hiểu rồi, đúng không? Bây giờ chỉ nói đơn giản là đi điều tra mỗi một hộ gia đình thì kính biếu người ta 20.000 thôi. Đấy, thì bây giờ thêm một chục hộ, 100 hộ bao nhiêu tiền rồi? Đấy, đơn giản như thế. Thế thứ hai là đang nói về trong nhiều trường hợp việc kiểm tra toàn bộ là không thể, thì cái này thì chúng ta cũng nắm rõ là có một số trường hợp chúng ta không thể kiểm tra hết được vì lý do này vì lý do khác. Bây giờ có người từng học thầy Tần là đi ra nước ngoài rồi đấy, hay là em học lần một em bị cấm thi, em học lần hai em được điểm thấp cũng không qua, đến lần ba em qua là người ta hủy hết hai cái lần cũ đi, không lưu lại. Làm sao biết em đã từng học hai lần? Không hề biết, chỉ biết cái lần cuối cùng của em thôi. Bây giờ nó thế, ngày xưa không. Ngày xưa thi trượt lần thứ nhất, ghi điểm một lần thứ nhất mấy? Lần thứ hai, ghi điểm bên cạnh ấy. Lần thứ ba, nhưng mà tính trung bình cuối cùng thì là lấy điểm cuối cùng. Nhưng ở trong bảng điểm vẫn ghi những điểm cũ. Thế là, thì cái tinh thần học nó khác. Còn bây giờ, cũng dám học lại, vấn đề gì? Học lại rồi thì ra bộ số điểm cũ, điểm cũ xấu, bây giờ có lợi thế hơn cho người học. Thế còn mà trong cái này có nói ví dụ cái thứ ba là nhiều thử nghiệm tiến hành trên cả tổng thể sẽ phá hỏng toàn bộ các phần tử của tổng thể, thì nó dùng cái từ nó cũng hơi nặng, nhưng mà mình hình dung như thế này cho dễ. Bây giờ bạn xuất khẩu một cái lô hàng máy tính, các em đi mua máy tính em biết rồi, các em phải là người đập hộp đúng không? Các em phải là người bóc tem của cái hộp máy tính đấy. Và nếu không bóc tem giá tiền nó khác. Thế bây giờ mình nhập khẩu sang một nước nó nhập khẩu, xuất khẩu nó nhập khẩu. Bây giờ mà cái lô hàng nào máy tính nào nó cũng khui ra nó kiểm tra, thì có phải giá trị của sản phẩm nó sẽ khác không? Đúng không? Nó quy định là chỉ khui một lô hàng bất kỳ, sau đó trong cái lô hàng đấy lại khui ra một vài, một số cái hộp máy tính mà nó kiểm tra không đạt yêu cầu là lập tức toàn bộ lô hàng đấy sẽ bị từ chối nhận. Chứ nếu không cái nào cũng bảo là thì bán hàng cho ai? Máy tính ấy chúng ta mua toàn hàng đồng hộp, điện thoại cũng thế. Chả ai muốn mà mở ra rồi cả, mở ra rồi nhỡ đâu nó là cái gì đó thì sao?
ngồi xuống bàn dưới cùng ấy. Trên cùng không ngồi đi giúp ngồi xuống dưới cùng. Đấy, một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hình dung nhất. Còn để nói là phá hỏng toàn bộ cấu các phần tử của tổng thể. Tất nhiên còn một số cái khác, ví dụ như là bên mua dưa hấu chẳng hạn, thì là dưa hấu đi làm gì ạ? Dưa hấu đương nhiên là phải cắt thử ra nó, đúng không? Cắt thử ra kiểm tra rồi. Thế bây giờ mà quả nào cũng làm như thế thì nó hỏng hết à? Nó cũng phải kiểm tra ngẫu nhiên một số thùng, xong rồi. Tất nhiên là còn phải kinh nghiệm nhìn qua bằng mắt vân vân, đại ý nó là như thế. Nhưng mà một số ví dụ để chúng ta hình dung được là không thể tiến hành trên toàn bộ tổng thể được, không thể được. Đấy, nhập hàng rồi về các hoa quả các thứ, hoa quả nào cũng cắt một phát thì còn bán cho ai nữa, vứt đi gì nữa, cắt ra là vứt. Cái kết quả thu được trên mẫu đại diện cho tổng thể phải đủ tốt, nó đủ tốt rồi thì thôi, không cần thiết. Đấy là chúng ta lưu ý một số chi tiết như thế, cũng giáo viên trong giờ bài tập hỏi tại sao cũng giải thích. Thích một số mình căn cứ vào tình huống cụ thể để mình nhận xét. Ví dụ như là nhập khẩu hoa quả thì thế nào, nếu lô hàng nào cũng khui ra mà kiểm tra thử nghiệm một cách là cắt ra một phát thì vứt đi bán cho ai, máy tính mà bung ra hộp ra thì bán nó giá khác, cái hàng đấy chỉ để hàng trưng bày thôi, đặc biệt chỉ để hàng trưng bày rồi xem nếu mà anh bỏ bán cái đấy thì sau bao nhiêu ngày, sau bao nhiêu ngày tháng anh bán đi thì nó là hàng gọi hàng trưng bày bán rẻ. Còn cái hàng máy tính là phải nguyên đai nguyên đạn nguyên kiện, nó như thế chúng ta biết. Bảo sao không làm hết thì để cho nó dễ hiểu, thế không được. Một câu hỏi đặt ra là căn cứ nào để dùng thống kê để suy đoán cho tham số tổng thể, thì chúng ta vào cái phần tiếp theo là phân phối chọn mẫu. Về phép thử chọn mẫu gồm n phần tử từ tổng thể và thu thập các quan sát theo biến nghiên cứu trên mẫu, thì thống kê thì là một biến ngẫu nhiên, cái này đọc là zeta. Phân phối chọn mẫu là phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên zeta. Xem lại phần trước biến ngẫu nhiên, cái đầu tiên chúng ta làm quen trong phần này là phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu. Phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu, trung bình mẫu và phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu tên tiếng Anh như trên bảng. Với một biến ngẫu nhiên x1, x2, xn gồm n là phân tử có trung bình là mu và phương sai là sigma bình từ một tổng thể, thì biến ngẫu nhiên x ngang bằng 1 trên n sigma y chạy từ 1 đến n x y, đáng nghĩa là phần trước là phải học cái biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Đây là bút một phát vào cái này nó hơi trừu tượng, thì cái anh này được gọi là trung bình mẫu. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x ngang được gọi là phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu. Khi đó kỳ vọng của trung bình mẫu sẽ là, trong buổi trước chúng ta cũng nghe qua là kỳ vọng một tổng bằng tổng cái kỳ vọng, cho nên là e của x ngang thì bằng e của 1 trên n sigma x y, y chạy từ 1 cho đến n. Nhưng mà kỳ vọng của một tổng bằng tổng kỳ vọng, cho nên cái anh này thì nó cũng bằng e 1 trên n nhân với sigma của e x y, nhưng mà tất cả e x y nó đều bằng mu cả, cho nên cộng lại chia cho n nó vẫn như cũ, nó vẫn như cũ. Đấy, tức là kỳ vọng của trung bình mẫu cũng bằng luôn kỳ vọng mu x, tức là bằng trung bình tổng thể. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta chứng minh kỳ vọng của trung bình mẫu chính là bằng trung bình tổng thể. Đơn giản thôi, dùng như thầy giáo vừa nói miệng miệng mà lại không ghi đấy, là e kỳ vọng của một tổng cái kỳ vọng.
cái hằng số nhân này đưa ra ngoài, 1 trên n đưa ra ngoài, e của sigma này thì nó bằng sigma e, e x y, mà e x y nó đều bằng mu cả, cho nên có n con mu x thì cộng lại với nhau rồi lại chia cho n thì nó như cũ, có thế thôi. Mục đích của cái chỗ này là kỳ vọng của trung bình mẫu chính là bằng trung bình tổng thể. Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu khi số phần tử n của mẫu là nhỏ so với số phần tử n lớn của tổng thể thì x xì ngang sẽ có độ lệch chuẩn là sigma x xì ngang bằng sigma x chia cho căn 2n. Cái anh này nó còn được gọi là sai số chuẩn của trung bình mẫu. Thế ở đâu đó mà chúng ta dùng cái từ, chúng ta nhìn thấy cái sai số chuẩn của trung bình mẫu thì đó chính là đây. Trong trường hợp khi cỡ của mẫu là không nhỏ đối với số phần tử của tổng thể thì chúng ta phải nhân với hệ số điều chỉnh. Nhân với hệ số điều chỉnh là căn bậc 2 của n lớn trừ n nhỏ chia cho n lớn trừ 1. Khi phân phối của tổng thể là phân phối chuẩn hoặc khi cỡ mẫu n khá lớn thì biến ngẫu nhiên sau đây sẽ tuân theo phân phối chuẩn hóa. Tức là z bằng x xì ngang trừ đi mu x chia cho sigma x xì ngang bằng như trên bảng, nó sẽ tuân theo phân phối chuẩn hóa, tức là phân phối chuẩn với trung bình là 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Từ đó người ta có một định nghĩa là phân phối chuẩn mẫu của một thống kê là phân phối của tất cả các giá trị có thể có của thống kê đó khi chọn các mẫu có cỡ n đã cố định trước. Giáo viên trong giờ bài tập có thể đưa ra một ví dụ như thế này để chúng ta xử lý. Giả sử tổng thể là một nhóm gồm 4 người. Biến ngẫu nhiên x là tuổi của một trong những người thuộc nhóm nhận các giá trị 18, 20, 22, 24. Hãy tính các tham số của tổng thể nhận xét. Đây là chúng ta lấy ví dụ nó ít để chúng ta có thể tính trực tiếp bằng tay kiểm tra thôi. Chứ bọn sao tổng thể gì mà ít thế? Chúng ta có tính trung bình của tổng thể như sau là mu bằng sigma của x y chia cho n là lớn 18 cộng 20 cộng 22 cộng 24 tất cả chia cho 4 thì bằng 21. Như vậy chúng ta tính được trung bình tổng thể bằng 21. Và phương sai của tổng thể thì là sigma của x y trừ mu. Đây 18 20 22 24 thì ta lấy trừ đi trung bình đem bình phương lên cộng lại. Thì chúng ta sẽ được là 18 trừ đi 24, 21 tất cả bình cộng với 20 trừ 21 tất cả bình 21, 22 trừ 21 tất cả bình 24 thì tất cả chia cho 4 thì nó sẽ ra bằng 5. Đây chính là phương sai của tổng thể. Độ lệch chuẩn tổng thể thì được tính bằng cái căn bậc 2 của sigma bình thì căn 2 của 5 xấp xỉ 2,236. Và ví dụ ở trên này là một trường hợp minh họa cho trường hợp là phân phối đều. Vừa nãy thì là chúng ta chọn một người, còn bây giờ là chúng ta chọn hai. Chọn hai người theo kiểu lặp. Kiểu lặp thì làm nó khác nhé. Kiểu lặp. Ở đây chúng ta đang có 18, 20, 22 và 24. 18. 20, 22 và 24. Thế đề bài bảo chúng ta là bây giờ lập các trường hợp nó xảy ra nếu chọn mẫu ngẫu nhiên hai người. Thế thì cái người thứ nhất và người thứ hai, người thứ nhất có thể là 18, có thể 20, 22, 24. Tương tự như ở đây người thứ hai, người thứ nhất có thể là 18, 20, 22, 24.
Như vậy chúng ta sẽ viết theo thứ tự người số 1 trước, người số 2 sau. Chúng ta ghép đây là 18, 18 đúng không? Tương tự như vậy 18, 20 vân vân cho đến cuối cùng. Đấy, chúng ta nhìn thấy được cái bảng này. Được chưa nào? Thế sau khi bảng này rồi thì chúng ta bắt đầu mới thiết lập được các trung bình mẫu. Các trung bình mẫu nói riêng, nói đơn giản. Ví dụ là chẳng hạn với cái cặp 18, người thứ nhất là 18, người thứ hai là 18 thì chúng ta sẽ tính được trung bình. Người thứ nhất 18, người thứ hai 18 thì tính trung bình là 18. Người thứ nhất 18, người thứ hai 20 cộng lại 18 cộng 20 rồi 19. Đấy là làm một cách máy móc, làm khôn không ai giải thế cả, bởi vì 18 với lại 20 nó lệch nhau có hai đơn vị thì ta lấy hai đơn vị để chia đôi cộng vào cái thằng bé nó ra, như vậy ra ngay 19. Tương tự như vậy là lệch nhau 4 chia đôi là 2, như vậy con này cộng lại chia đôi kiểu gì cũng bằng 20. Không tin cộng thử. Thế con này 18 đến 24 thì là lệch nhau 6 đơn vị, 6 chia đôi là 3, cộng vào chia đôi kiểu gì là 21. Đúng không? Thử đi. Nếu không tin thì thử. Tương tự như vậy cho đến cuối cùng. Đấy, nên đây là chúng ta thiết lập được các mẫu này. Ghép này. Và ở đây chúng ta tính được các trung bình mẫu tương ứng. Rất là dễ dàng. Không nghe kỹ trong giờ bài tập giáo viên bảo điền khuyết vào không biết điền thế nào. Người ta còn điền sẵn mẫu thôi. Đơn giản thôi. Dễ thuộc đúng không? Sau khi thiết lập được cái bảng trung bình mẫu như trên này, cái bảng bên phải ấy, thì chúng ta thấy rằng đi sớm em. Đi sớm thế, bố mẹ giữ cho đi học à? Nó rét lắm ở nhà, giữ cho con gái. Bố đi học mà gì ốm ấy. Ở nhà. Sau khi chúng ta có được cái bảng ở bên phải này, bảng bên phải này là thì chúng ta sẽ thiết lập được cái bảng phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu. Chúng ta nhìn ở trong cái ô phía trong ấy, thì nó có xuất hiện 18, 19, 20, 21, 22 cho đến 24. Thế thì 18 có xuất hiện mấy lần? Sao lại hai lần? Ta bảo chỉ tính ở ô phía trong mà. 18 xuất hiện mấy lần? Một lần đúng rồi, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Làm gì quá, không quá không biết. Không có không biết. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu lại cũng lại thử đi tính. Thì ở trên chúng ta tính được trung bình tổng thể là cộng tất cả lại bằng 21. Và chúng ta đi tính trung bình mẫu. Trung bình của các cái này chúng ta cộng lại này. 18 cộng 19 cộng 19 cộng 20 tất cả chia cho 44 16. Thì thật không ngờ nó cũng bằng 21. Ê, nó mới đều như thế. Tức là lấy tất cả ở trong cái ô trong này. Cái trong ấy. Thì trong này cộng lại chia ra nó cũng bằng trung bình là bằng 21 luôn. Cũng bằng quy luôn, trung bình tổng thể. Rất bất ngờ. Giá trị trung bình của các trung bình mẫu nó cũng bằng 21. Như vậy, trung bình mẫu được gọi là một ước lượng không chệch của tổng trung bình tổng thể. Rồi, từ cái bảng trung bình của các mẫu ở bảng số 2 ở bên phải, chúng ta thiết lập được cái bảng tần số của trung bình mẫu. Rồi từ đó thiết lập được bảng phân phối xác suất như sau. Cái bảng này là thầy trò mình vừa đếm xong đấy. 18 nó có 1 đúng không? 19 có 2, 20 có 3, 24, 21 có 4, 22 có 3, 22 có 3, có 2 và 24 có 1 đúng không nào? Thế đây, tổng số là 14, 14, 16 lần. Thì như vậy từ đây chia cho 16 chúng ta sẽ ra được xác suất. Thế thì đây là bảng phân phối xác suất của trung bình mẫu. Được chưa? Thế thì cái bảng phân phối xác suất của trung bình mẫu là cái bảng bên phải, bên trái thì là bảng phân phối tần số.
Từ đấy chúng ta suy ra được các hàm xác suất của biến ngẫu nhiên x tạo cho phân phối trung bình mẫu như sau. Chẳng qua là một cách viết khác của cái trên thôi, P18 x ngang 18 là bằng 1/16 vân vân. Hôm trước chúng ta đã học hai cách viết rồi. Một là cách viết như trên slide. Hai là người ta viết Px thì ngang bằng 18. Đấy, viết thế này cũng được, và viết chữ x ngang thu xuống dưới 18 cũng như nhau. Thì nó bằng số lần xuất hiện là 1/16 hoặc 1/16, tương tự như vậy với những thằng còn lại. Rất kỳ lạ. Hóa ra là rất đơn giản. Không nghe kỹ lúc giờ bài tập không làm được. Đi thi gặp những cái bài giáo viên lấy đúng trong kiểu lý thuyết không làm được. Vâng. Đây là một minh họa cho cái không đều. Một ví dụ khác, có 6 người thợ mà kinh nghiệm được đo bằng số năm thâm niên ở trong nghề lần lượt là 2 năm, 4 năm, 6 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm. Chọn ngẫu nhiên 4 người lập hàm phân phối xác suất, lập hàm phân phối chọn mẫu của trung bình mẫu. Kiểm chứng rằng kỳ vọng của trung bình mẫu cũng bằng trung bình rồi, tổng thể. Xin mời. Nào đây. Để áo điểm danh nhé. 3, 1, 7, 5, 4. Tên là gì? 3, 2, 2, 0, 4. 3, 2, 2, 0, 4. Hoàng Tú Uyên vắng mặt buổi thứ 3. 3, 2, 5, 0, 2. 3, 3, 0, 3, 6. 3, 3, 0, 3, 6. Trần Thúc. Đúng nhỉ? Chỉ nghe tiếng có mà không nhìn người đâu cả là vắng nhá. Thế là gì? Tống Thị Giang. Đâu 3, 3, 0, 3, 4. 3, 2, 9, 3, 4. Có không? 3, 2, 9, 3, 4 là vắng. 3, 3, 0, 3, 6. Thế là gì? Tống Thị Giang. 3, 4, 4, 3, 8. 3, 4, 9, 4, 3. 3, 5, 5, 6, 6. 3, 5, 7, 8, 5. 3, 5, 9, 0, 7. 3, 5, 9, 0, 7. Cao Hiền Khuê vắng mặt buổi thứ 4. 3, 5, 9, 5, 6. 3, 5, 9, 5, 6. Nguyễn Duy Đức Anh vắng 3:30. Đây là một buổi đi muộn. 3, 5, 9, 3, 9, 3. 3, 6, 0, 8, 4. 3, 6, 2, 3, 3. 3, 6, 2, 3, 3. Ngô Thị Huyền vắng mặt buổi thứ 3. 3, 6, 3, 7, 6. 3, 6, 4, 1, 6. 3, 6, 5, 1, 9. 3, 6, 6, 3, 0. 3, 6, 6, 8, 2. 3, 6, 6, 9, 1. 6, 9, 1. Nghiêm Kiều Anh vắng mặt buổi thứ 3. 7, 1, 2.
888 902 à 903 36903 Lê Quốc Đạt vắng mặt buổi thứ tư 37068 điểm danh xong là trốn gì hả à? Quay lại xem nào, điện thoại gì mà cầm cả theo một cặp đi theo đấy, mang thẻ sinh viên đây. Túi đựng vàng mà mang đi đúng không? Ba bảy một hai ba Trịnh Khánh Linh vắng mặt buổi thứ hai 37318 Mai Thị Ngọc Thư vắng mặt buổi thứ ba 37551 37557 và 645 721 37727 à 721 Bùi Hoàng Hà vắng mặt buổi thứ ba. Điểm danh 7 buổi vắng mặt 3 823. Tám sáu ba. Đây là gì? 866 893 905 à 951 996 38048 và 192 38192 và 230 300 38300 Nguyễn Thị Trang vắng 372 378 581 583 661 681 709 821 824 38824 Lưu Văn Tuấn vắng. Thôi đấy. Sao thế? Em quyết định vắng á. 846 863 865 922 933 965 cái gì vậy? Bạn ấy vắng cái gì? 39011 39011 Trần Anh Tuấn vắng 39020 265 275 290 399 66 à 868 39868 Man Hồng Hạnh vắng 952 Hoàng Thảo Nguyên vắng 2 956 và 400090 Nguyễn Văn Hoàng vắng mặt buổi thứ tư 40150 243
287. Ba cái gì linh năm năm tám năm bảy năm chín sáu bốn không năm chín sáu đoàn đức đỗ đỗ đức phú vắng sáu chín một 40691 Nguyễn Trà Giang vắng mặt buổi thứ tư 40817 827 898 994 41095 41095 Nguyễn Thị Thu Hằng vắng mặt buổi thứ ba 41175 rồi xong cái gì hai học đơn viết hai học sinh viết đơn xin nghỉ học vì trời rét đề bài bảo chúng ta là chọn ngẫu nhiên 4 trong 6 người như vậy số cách chọn ở đây là C4 16 trong môn logic suy luận trong đại số giải tích lớp 11 C4 6 thì kết quả là bằng 15 như vậy ứng với nó là 15 mẫu. Xin mời viết nốt và đi tính trung bình mẫu. Làm thế nào để viết được cái mẫu như này thì chúng ta vừa đề bài cho chúng ta là 2 này, 4 này, 6 này, 6 này, 7 này, 8 này. Nói ví dụ đơn giản chúng ta lấy bốn con đầu tiên. 2 4 6 6. Chúng ta chỉ thay đổi một con cuối cùng thôi thì là 2 4 6 7 2 4 6 8. Hình dung ra ba cái đầu tiên dung chưa? Xong là tiếp tục. Tiếp tục. Vừa lại là lấy đây, xong một đồng ghép vào. Sau có thể lấy cái con ở sau. Con ở sau thì nó vẫn là con 6. 2 4 6 7. 2 4 6 8. Hai bốn sáu bảy hai bốn sáu tám liệt kê tiếp trong bài trước nó chỉ cho có lấy ra hai nó dễ như vậy chúng ta sẽ thiết lập được bảng mẫu và trung bình mẫu như sau. Ví dụ cái đầu tiên là 2 cộng 4 cộng 6 cộng 6 tất cả chia cho 4 thì chúng ta được 4,5 tiếp là được 4,5 vân vân. Thế đây là để tiện thì sao đánh máy gọn nó lại thì theo đánh cột 1 là mẫu, cột 2 là trung bình mẫu, xong đúng ra là chúng ta chỉ có hai cột thôi. Nhưng lúc đấy thì nó sẽ chán. Nó chán xuống dưới của cái màn hình cho nên là phải đánh phải cắt lên trên. Sau khi tính được này rồi thì chúng ta bắt đầu đi thiết lập được tập số. Mình để ý cái cột trung bình mẫu nhé. 4,5 có mấy? Đúng rồi, sau đó là đến 4,75. 4,75 có mấy? Sau đó là đến 5. Sau đó đến 5,25. Sau đó đến 5,5. Sau đó đến 5,75. Sau đó đến 6. Sau đó đến 6,25.
sau đó nó 6,5. Không có thì đừng có viết. 6,75 kết thúc. Tại vì trong bài nó cho nó có cách đều đâu, nó là 2 4 4 xong lại 6 6 7 8 cho nên là cái kết quả nó không tuân theo quy luật, đúng rồi. Đấy, như vậy các em vừa đếm xong thì các em sẽ hoàn thiện tiếp cái bảng này cho thầy. Đây nhìn lại nhé. 4,5 là có mấy này, 4,75 có mấy này, xong cái 5 này. 5,25, 5,5, 5,75, 6, 6,25, 6,75. Thiết lập cho thầy cái bảng này. Bảng bên trái là phân phối tần số, phân bố tần số, và bên phải là phân phối xác suất. Xin mời. Đấy, nhìn lại cái bảng này. Nhìn lại cái bảng này để chúng ta hoàn thiện. Nhìn cái bảng này thì chúng ta thấy được là x xì ngang nó có thể nhận những cái giá trị 4,5 này, 4,75 này, xong rồi đến 5 này, 5,25 này, 5,5 này, 5,75 này, 6 này, 6,25 này, 6,75 này. Đấy. Fx ngang, F là viết tắt của chữ frequency, tức là tần số có gì không? Thế còn trong môn logic suy luận là ký hiệu chữ F là viết tắt của chữ function, tức là hàm. Đấy, đếm đi xong điền vào cái bảng. Không, sau này trong giờ bài tập giáo viên cho một cái bảng sẵn này, yêu cầu hoàn thiện bảng phân phối tần số, mặt cứ đề nghẹt ra, bảo cái này thầy Tần chưa dạy. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta đếm được là ví dụ như là 4,5 là tần số của nó chỉ là 1 thôi. Trong khi đó 4,75 là 2. 5 của chúng ta cũng là 2, tự hoàn thiện tiếp. Thế từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái bảng phân phối xác suất là x xì ngang v x xì ngang, cái này cũng được. Như vậy 4,5 mà nó có xuất hiện một lần trên tổng số 15. Như vậy chỗ này là 1/15. Hình dung ra chưa? Đấy. Cách thì nó không vấn đề gì, nó khó nhất chính là cái bảng này này. Anh không viết được, anh không làm được, nó cho sẵn rồi thì nó quá dễ. Còn lại tính toán không vấn đề gì.
Cái bài này nó có phần nó khó là bởi vì nó có hai cái con sáu nó trùng nhau, cho nên mình không biết viết như nào cả, không biết viết nào cả. Chứ nếu như nó có 2 4 5 6 7 8 thì cái chuyện mà ta viết thì nó rất dễ dàng, chúng ta cứ áp dụng trong một logic suy luận, chúng ta liệt kê nó ra, không có gì khó cả. Nhưng nó có 2 con 6 đâm ra là mình không biết lúc nào dùng con 6 nào, lúc nào dùng con 6 nào, không biết, là sợ nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và có thể là thừa mà có thể là thiếu. Đấy, thế thì lúc đấy trong đầu mình phải hình dung ra một con 6 đầu tiên đóng vai trò như là 6A và con thứ hai đóng vai trò như là 6B thì mình thiết lập bình thường đơn giản. Sau khi có được cái này xong rồi thì chúng ta sẽ viết lập được cái phân phối xác suất của trung bình mẫu, viết dưới dạng hàm như thế này. Khi nó gồm hữu hạn phần tử thì chúng ta có thể viết ra từng giá trị một nó bằng bao nhiêu, cũng là từ cái bảng ra mà, có phải là cái bảng cuối cùng ấy, thì cái đầu tiên là 1/15 không, tiếp theo là bao nhiêu, 2/15 đúng chưa. Thế thì đây chẳng qua là một cách viết khác, một cách viết khác của nó thôi, có vấn đề gì đâu. Nếu như mà anh học bản chất rồi thì người ta viết kiểu gì anh cũng hiểu, thế còn anh học theo kiểu trống trơ trên cái dưới cứ tưởng hai cái khác nhau, nó như nhau, đấy chỉ là hình thức viết khác nhau thôi, một cái thì viết dưới dạng bảng và một cái viết dưới dạng như này. Bảng thì nó trông nó gọn đẹp, còn cái này thì nó thiên về lúc nào mà tính toán chẳng hạn, ví dụ để bảo tính xác suất để trung bình mẫu x ngang là bằng 4,5 thì như vậy chúng ta sẽ tính được là nó bằng 1/15, 1/15, hay là tính xác suất để cho trung bình mẫu là bằng bằng 5 chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ nhìn đây chúng ta sẽ thấy nó ra là bằng 2/15 đúng chưa. Đấy, cho nên là cái này nó suy ra từ cái bảng cuối cùng rất là dễ dàng. Với tập dữ liệu như trên chúng ta có thể sử dụng lệnh chia như sau. Chúng ta sẽ nhập dữ liệu là C2466678, sau đó chúng ta dùng cái hàm này và chúng ta sẽ ra ngon lành. Thử nhá, cái này là dùng từ lâu lắm rồi, không biết bây giờ cái gói nó còn hỗ trợ không. Em có thấy cái gì quen quen không? Nhìn thấy gì không? Cái lệnh com BN này viết tắt chữ quả chữ combinat tổ hợp. Em nhìn cái mẫu đầu tiên của chúng ta là gì ạ? 2466 2467 2468 vân vân. Nó viết hết cả lò cho nó luôn. Hết 15 cái, nhìn thấy chưa? Thế vừa nãy mình làm tay có sướng không? Có khi còn làm thiếu mà dùng mệnh lệnh một phát ngon lành. Cái lệnh đầu tiên là chúng ta nhập dữ liệu vào, rồi đề bài cho chúng ta là 2 4 6 6 7 8. Sau đó chúng ta cái này chỉ là cái lệnh gán này, có thể gõ trực tiếp luôn như này, nhưng vì trông là mình lặp lại cho cần nó, cho nên mình sẽ đặt tên nó là mẫu com BN, viết tắt chỉ có combinat tổ hợp. Lấy dữ liệu từ đâu, lấy ra bao nhiêu, lấy ra 4, 1, 2, 3, 4. Thế là nó sẽ liệt kê cả loài như nó, đây chính là không gian mẫu này, này. 2, 4, tất cả các tình huống, tất cả các kịch bản xảy ra.
các trường hợp xảy ra. Như vậy là thầy giáo hướng dẫn chúng ta được làm một đoạn rất dễ nếu như chúng ta sử dụng phần mềm. Quá ngon lành. Nếu như trong trường hợp 2 thì còn dễ nữa, 18-18 đấy. Cái mấy cái bài vừa nãy lấy hai cái quá dễ. Thế tiếp tục. Như vậy cái lệnh này đã xong. Thế bây giờ chúng ta lệnh này thì được cái gì? Tôi biết lệnh này sẽ tác dụng gì. Trời ơi, chiều tướng quá vậy. Chiều tượng quá. Chạy. Ôi tôi chết. Cái này là cái gì? 19, 20, 21. Ô, cái này là của cái gì? À, thiếu một lệnh. Quên còn cái này trước. Gì đây? Cái lệnh này có tác dụng gì? Chính là cái bảng tần số của cái x ngang. 4,5 có 1, 4,75 có 2, 5 có 2, 5,25 có 2. Có phải vừa lấy em cái liền đúng thế không? Trời, mình phục mình quá rồi. Đấy, tìm được cái lệnh này toàn săn trên mạng mà tìm ra bằng tiếng Anh hết. Ấy, mình dùng cái này rất ngon lành. Xong rồi tiếp tục. Đến đây là ngon lành rồi. À, như vậy cái lệnh này, đố biết lệnh này sẽ là tác dụng gì? Lệnh này sẽ là tác dụng gì? Bù chiếu chiếu. Đây chính là bảng phân phối xác suất. Tuy nhiên con số nào nó tính xấp xỉ. Chúng ta biết là con đầu tiên là 1/15 mà. 1/15. Thử xem có đúng là nó bằng 0,06666 thấy chưa? Con thứ hai là bao nhiêu nhỉ? Như là 2/15 đúng không? Thử bằng tay cho nó thấy xem nó có đúng không? Bụp. Úi giời ơi, đúng luôn. Thấy không? Tất nhiên con số này nó tính thì nó là con số xác xỉ thôi. Con số đúng của chúng ta vừa nãy là 1/15. Tiếp theo là 2/15. Chưa tìm được cái này, lệnh nào nó để nguyên phân số. Ổn không? Quá ngon. Thế vậy lệnh cuối cùng sẽ tác dụng gì? Ừ, rồi ui. Hóa ra là cái gì đố biết. Mình có thể kết xuất hình ảnh để trông cho nó máu. Wow. Trông không đẹp lắm, vẫn chưa thích. Mà mình có thể dùng lệnh sum. À, nó vẫn thiếu 4-5, nó nhảy luôn lên 5. Phóng to ra thì nó có đủ không? Ui đấy, giời ơi. Hóa ra là cho phóng to ra thì nó mới xuất hiện hết chữ. Hay không? Quả ai học hôm nay biết được một số lệnh. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho các em việc viết, làm bài tập lớn. Đã tìm nhóm nhau chưa? Hay là để đến tuần 9 mới tìm thẻ? Đừng để đến lúc báo điểm không điểm lại bảo thầy không bỏ em trước. Nhóm thầy nó đã gửi trên máy tìm rồi. Tự tìm lấy của nhau. Làm việc nhóm phân công rất rõ ràng. Anh nào không làm được báo cáo lại cho thầy sau này. Loại khỏi bóng chiến đấu. Chứ không có chuyện ỉ lại vào nhau. Cho người được không điểm ngay. Cử ra một anh làm nhóm trưởng. Tự phân công đấy, cho nó quen dần đi. Sau này ra ngoài cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta vẫn cứ phải làm nhóm mới được. Có nhiều việc là thực ra trong cái xã hội này mà làm một mình không ăn thua. Như thầy làm một mình nhiều thầy biết. Dạy thêm nhiều một mình đấy, không có ekip rất vất vả. Như làm toán lý hóa thì cái ông này giới thiệu ông kia nhá. Ví dụ mình đang dạy toán chẳng hạn, nói có người phụ huynh là thế thầy kiếm cho một phụ huynh nhà một thầy giáo dạy lý dạy hóa chẳng hạn, ví dụ thế là mình lại giới thiệu sang thì để ekip nó khác. Còn một mình đơn thương độc mã rất vất vả. Trong nghề cạnh tranh khốc liệt. Nếu như bạn mà dạy học một trường nào đấy thì cái việc học sinh học thêm một chuyện quá đơn giản, bởi vì học sinh nó biết mặt thầy,
nhưng mà bạn không dạy một cái trường phổ thông nào cả thì cái việc cạnh tranh của nó sẽ không được tốt. Không có công nghệ lăng xê bây giờ thì rất khó, trừ khi bây giờ dựa vào bố mẹ để lăng xê lại, tức là ngày xưa dạy bố, bây giờ quay lại dạy con thì có, quả nhiên là có thật, rất nhiều người trước kia từng học thầy, bây giờ con lại quay lại học thầy, nghĩa là hai mẹ con tranh nhau gọi thầy vào phát cả hai bên, em cho thầy ạ, em cho thầy. À, hay đúng không, lệnh này hay đúng không, quá hay luôn. Tất nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng gói probe. Gói probe này thì ở trong trường thì ít người biết cách cài, cho nên là tạm thời thầy giáo không giới thiệu chúng ta cái phần này, nhưng mà về trên mạng các em tìm hiểu thêm. Thì bây giờ cái phiên bản mới này nó không hỗ trợ cái probe này nữa, thì chúng ta phải dùng thủ thuật là chúng ta phải cài dưới dạng apply, tức là chúng ta vào install này là chúng ta phải download cái gói về trước. Đây này, ấn này này, nhưng phải download cái gói về, không có không cài được, phải download nó về trước, cài chạy bình thường không có đề gì mà không cài được. Đấy là giáo viên không biết thôi, thầy tiếng Anh không tốt nhưng mà những cái mẹo này chấp vào mắt, ta có thể đọc được cả những quyển sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha cần hết, đọc hiểu mà. Ủa nó phát âm là gì chịu chết, không biết là gì cả, nhưng mà đọc vẫn hiểu. Đấy là mỗi người có một khả năng riêng, cho nên đừng có thấy người ta phát âm kém cái gì chê người ta, hãy lo mình trước đã. Quay trở lại cái đoạn lệnh này giúp chúng ta rất tốt đúng không? Thế phải trong giờ bài tập các em có thể làm rất ngon. Bây giờ hãy quay trở ngược lại, bây giờ nhìn lại, nếu như không có thủ thuật đấy, đố viết được bảng này đấy, viết đi, ngồi viết lại có viết được không, chưa chắc đã viết được, rất khó khăn. Nhưng mà chỉ cần một đoạn lệnh này đâu rồi, đố viết cái lệnh nào ở chỗ này đấy, xong gõ gõ chữ mẫu một cái là xong, ngon lành, nó ra luôn cả 15 cái, cứ thêm mà chép vào vở thôi, có ngon lành không, quá ngon lành. Cái công nghệ nó giúp con người nó lười học kiến thức, lười học công thức, nó trợ giúp mình. Cái việc mà cài đặt gói probe sẽ được giới thiệu vào một lúc nào đó khi có điều kiện cần thiết, cài dễ thôi. Em một ví dụ khác, giả sử độ tăng phần trăm lương của các công nhân thành phố X tuân theo con số chuẩn với trung bình là 12,2% và với độ lệch chuẩn là 3,6%. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 phần tử được chọn ra từ tổng thể đấy, tính xác suất để trung bình mẫu nhỏ hơn 10%. Cái bài này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Cái thời gian học của học kỳ của trường mình nó không dài như các trường khác, cho nên là chúng ta chỉ lơ đễnh 1-2 tuần, 1-2 buổi là kết cục coi như xong một đấy. Học thời gian nó rất là gấp gáp, không như các trường khác. Đấy, mình cần phải biết. Các bạn nó cứ ăn chơi đùng đỉnh, mình không thấy được. Mình học dứt điểm, tập trung dứt điểm. Sau này khi thành tài rồi hưởng thụ cũng chưa muộn. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là mình học 100% thời gian dành cho 100%. Bây giờ kiếm ngưỡng người thì khó, nhưng học 100% sau ra cuộc sống cũng không thua gì đâu. Thế thì ở đây là x là biến ngẫu nhiên chỉ độ tăng phần trăm của công nhân thành, thì theo giả thiết là x nó tuân theo phân phối chuẩn, phân phối chuẩn là dịch sang bên mình thực ra nó chính là normal, tức là bình thường, cho nên nó ký hiệu là chữ n. X tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là bằng 12,2 và phương sai sigma bình là bằng 3,6 bình phương với n là bằng 9, x ngang là biến ngẫu nhiên chỉ trung bình
mẫu gồm n bằng 9 phần tử. Khi đó bất đẳng thức x nhỏ hơn 10 thì tương đương với, trong cái đề bài nó bảo biến nào tuân theo tiêu chuẩn ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện như này. Đây là làm bằng tay, chốc làm máy khác. Chúng ta áp dụng cái công thức này vào. X ngang trừ đi mu x ngang chia sigma x ngang nhỏ hơn 10 trừ đi. Thì như vậy cái con này nó chính là con z. Như vậy chúng ta sẽ tính ra. Ô không tính à? Mất à? Có tính mà sao lại bị mất này? À có đây. Dùng cái lệnh đấy nó lại ẩn đi mất. Đó tính. Đây là đoạn tính thủ công. Chốc là tính bằng phần mềm R nó nhẹ nhàng hơn. Cái chỗ mà mình nhìn đến 10% mình cứ tưởng là tỷ lệ nhưng thực ra nó là trung bình. Thì mất chết, nó tỷ lệ tăng lương phần trăm. Thế tính theo phần trăm. Đấy. Nó tính bằng đề bài bảo là okay. Tính xác suất để trung bình mẫu nhỏ hơn 10%, tức là px nhỏ hơn 10%. Nhưng mà dùng cái bất đẳng thức trên thì ta đưa được ra này. Đấy. Sau đó tra bảng thì là bằng 0,0336. Trong khi đó sử dụng phần mềm thì quá dễ dàng. Nhưng phải hiểu được cái dòng trên đấy. X ngang là biến ngẫu nhiên chỉ trung bình mẫu gồm n bằng 9 phần tử. Khi đó x ngang cũng tuân theo phân phối vọng chuẩn với kỳ vọng thì bằng kỳ vọng của tổng thể. Vừa nãy mình tính được e của x thì ngang là nó cũng bằng mi mà. À, bằng 12,2. Sai số chuẩn là sigma x xì ngang là bằng theo công thức là căn bậc 2 của sigma chia cho căn 2n, tức là 1,2. Nhập một phát ngon lành. Ta phải làm tròn này. Ta phải dùng xấp xỉ gì hết. Thế là xong. Con 10 này ở đâu ra là đề bài hỏi là nhỏ hơn 10. Thế 12,2 ở đây là gì? Thế là kỳ vọng, tức là e của x xì ngang thì nó cũng bằng mu x xì ngang. À, cũng bằng mu là bằng 12,2. Thế còn sai số chuẩn là sigma x xì ngang thì nó bằng sigma x chia cho căn n, tức là 3,6 chia cho căn 2 của 9 là bằng 1,2. Rất dễ dàng. Đấy, mỗi cái lệnh là xong. Giờ bài tập đã học đến phần phối chuẩn chắc chưa? Giờ bài tập đã làm đến bài tập phân phối chuẩn và phân phối nhị thức chưa? Mình phải nhớ được công thức mình mới làm được. Đây này, công thức này. Đấy. Mu của x xì ngang tức là trung bình của x xì ngang cũng bằng trung bình của tổng thể. Nhưng mà sai số chuẩn sigma x xì ngang thì lại bằng sigma x chia cho căn n. Nhớ được cái đấy cái thì làm bài rất là dễ. Đề bài bảo là nhỏ hơn 10 mà. Như vậy chúng ta sẽ dùng hàm Penon. Penon. Xong. Đây, còn đây là tra bảng. Đây là tất nhiên con số nó lệch nhau một chút. Đã xong.
cái giá trị Z của phân chuẩn mẫu, của trung bình mẫu, chính là cái đoạn ở trên người ta nói. X thì ngang là trung bình mẫu, mu là trung bình tổng thể, sigma là độ lệch chuẩn tổng thể, n là cỡ mẫu. Đấy, tên tiếng Anh nó giải thích. Cái này mình bảo thuộc hơn, trong giờ bài tập giáo viên bảo là sử với phân hữu chuẩn mẫu như này thì cái giá trị Z nó bằng cái gì, gạch mặt ra thực chất của cái việc là cái anh này x ngang trừ đi mu x ngang chia cho sigma x ngang là nó xấp xỉ phân phối chuẩn hóa. Tức là phân phối với trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. Tiếp tục so sánh phân phối tổng thể với phân phối chuẩn mẫu của trung bình mẫu. Căn cứ vào việc tính ở dưới trên, chúng ta thấy là trung bình của tổng thể thì cũng bằng trung bình của trung bình mẫu. Trung bình của tổng thể cũng bằng trung bình của trung bình mẫu, tức là mu bằng mu của x xì ngang. Đây là chi tiết rất quan trọng. Phương sai của trung bình mẫu bằng phương sai của tổng thể chia cho cỡ mẫu. Đây là trong trường hợp mà cái cỡ mẫu của nó là không quá lớn so với cỡ tổng thể thì đang dùng cái này, còn nếu như nó lớn thì nó phải dùng hệ số điều chỉnh. Câu hỏi thứ nhất ở đây là bạn hãy kiểm nghiệm là kỳ vọng x ngang là bằng trung bình tổng thể, thì thực ra vừa nãy thầy trò mình tính mình nhỏ rồi, giả sử việc chọn mẫu không lặp lại khi đó kết quả sẽ như thế nào. Ở đây là một số cái tóm tắt lại. Trung bình của trung bình mẫu thì bằng trung bình của tổng thể. Khi cỡ mẫu n tăng thì sigma x ngang nó giảm.
hình dạng của nó như thế, để sau này giáo viên trong giờ bài tập ta hỏi không biết nhận xét thế nào. Tại sao khi cỡ mẫu n tăng lên thì lại sigma của x ngang lại giảm? Bởi vì theo công thức của nó là sigma x ngang thì bằng sigma chia cho căn bậc 2 của n mà. Thì mẫu mà nó tăng lên thì chả là cái tỷ số nó chả giảm đi. Đấy, thì mình không nhớ được cái công thức của nó thì làm sao mà trả lời được. Vì sao? Bởi cái sigma của tổng thể nó vẫn giữ nguyên, trong khi cỡ mẫu nó tăng lên thì cái nó giảm đi. Mà khi nó giảm lên, giảm đi thì là cái độ biến thiên của nó thấp, cho nên là cái hình dáng của nó là cao hơn. Cái hình dưới cái màu đỏ đấy là trong trường hợp cỡ mẫu lớn hơn, trông nó dựng đứng hơn đấy. Nó dựng hơn. Thế còn cỡ mẫu nó nhỏ, nó có thể thoải. Thế thôi, không có nên gì. Một ví dụ, nếu phân phối tổng thể có trung bình là phân phối chuẩn với trung bình là mu và phương sai là sigma bình, thì trung bình mẫu nó sẽ có x ngang, sẽ có phân phối chuẩn là như này. Giải thích tại sao. Giải thích tại sao. Giải thích tại sao thì đây công thức đây có gì đâu. Đây sigma bình phương của x ngang thì bằng sigma bình của x chia cho n, vậy thì cai căn nó ra thì nó ra cái này. Thế thôi, có gì đâu, đúng chưa? Chia cho n thì có gì đâu. Đấy, rồi định lý giới hạn trung tâm. Nếu cỡ mẫu n đủ lớn thì phân phối trung bình mẫu xấp xỉ phân phối chuẩn. Phân phối của trung bình mẫu xấp xỉ phân phối chuẩn với mu và phương sai của nó là sigma bình n chia cho n. Không kể tổng thể đấy có phân phối nào cả. Tức là bất kể phân phối đấy là phân phối gì. Khi mà cỡ mẫu n đủ lớn thì phân phối của trung bình mẫu xấp xỉ phân phối chuẩn với trung bình là mu và phương sai là sigma bình chia cho n bất biết là phân phối tổng thể là gì. Thế mới là cái hay. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cỡ mẫu bao nhiêu là đủ lớn. Phần lớn các phân phối khi n lớn hơn bằng 30 thì phân phối của trung bình mẫu xấp xỉ phân phối chuẩn. Trong trường hợp phân phối đối xứng thì n lớn bằng 15. Còn khi tổng thể là phân phối chuẩn thì phân phối của trung bình mẫu đương nhiên lúc nào cũng có, cũng là phân phối chuẩn. Phân phối chọn mẫu của tỷ lệ mẫu định nghĩa như sau.
Có đâu mà tìm, bổ sung thêm. Có đâu. Tìm đâu tìm, tìm em tìm đến bao giờ, làm thì có mà tìm. Cho x là biến ngẫu nhiên, chỉ số lần thành công của n phép thử độc lập với xác suất thành công của mỗi lần thử đều là n, à đều là p. Tỷ lệ mẫu chỉ tỷ lệ thành công trong mẫu n phần tử là biến ngẫu nhiên p mũ x bằng x chia cho n. Rồi, cô đây. Nhanh nhỉ, mới hôm nọ gặp nhau nay đã toàn hết tuần thứ tư rồi. Nhòng một phát. Sang tuần sau nữa là đã, trong giờ bài tập đã có kiểm tra. Các bạn đã biết là không cần phải học nữa. Khi số phân tử n của mẫu là nhỏ so với số phân tử n tổng thể thì kỳ vọng của tỷ lệ mẫu này nó chính tính là tuổi công thức là p nhân với 1 trừ p tất cả chia cho n. Nghĩa đó sigma mũ p được gọi là sai số chuẩn của tỷ lệ mẫu. Còn trong trường hợp cỡ mẫu là không nhỏ đối với số phân tử của tổng thể thì chúng ta phải nhân với hệ số điều chỉnh n lớn trừ đi n nhỏ chia cho n lớn lớn trừ đi 1. Trường hợp đặc biệt khi số phân tử n của mẫu là lớn hơn bằng 350 hay là n nhân với 1 trừ p lớn hơn 9 thì biến ngẫu nhiên sau có xấp xỉ phân phối chuẩn hóa. Hơi khó nhớ đúng không? Cứ dần dần. Mọi việc dần dần. Một ví dụ như sau, Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh chọn một mẫu ngẫu nhiên là 250 nhà cũ để ước lượng tỷ lệ không an toàn về dây điện. Sở Điện lực cho biết 30% tổng số nhà cũ không an toàn về điện. Tính xác suất để tỷ lệ nhà máy không à, nhà không an toàn về điện trong mẫu là ở trong khoảng từ 0,25 cho đến 0,35. Xin mời. Nói chung là ngày xưa xây nhà nó không an toàn về điện để cái hệ thống điện dây của nó bé, bây giờ làm thì bắt đầu nó dây to dần dần, sau này còn những nhà nó khủng khiếp. Thế những cái khu mà nó hay bị cháy là một phần là nó đấu thầu thêm điện, thằng yếu nó cõng cái thằng khỏe, cái dây điện ở trong tường nghe nó yếu nó cắm nhiều thứ, hoặc là khi chúng ta hàn xì các thứ mà chúng ta không che chắn cẩn thận nó bắn vào những cái chỗ chất liệu nó dễ bắt cháy. Đấy, nó cháy. Thì những cái ví dụ như là những cái khu karaoke, thế tức là thiết kế ban đầu thì đường điện của nó nhỏ, bây giờ đấu thêm ổ nọ ổ kia cắm nọ cắm kia, nhân viên kỹ thuật mà không để ý thì là bắt đầu đường điện nó quá tải, nó bị đeo muốn là nó bị. Thì những cái nhà xây sau nó rút kinh nghiệm, mà thường là những cái người chủ nhà cũng phải biết về vấn đề đấy nữa, cái công suất thì bắt đầu đấu đường dây điện nó to lên, cho dây điện nó to lên. Mà thông thường những nhà xây trước rồi nó đường điện chìm thì sao còn biết được nó hình dạng thế nào, đúng không? Đường điện nổi đi ở ngoài nó rất xấu nhưng mà nó biết thay được. Thầy giáo đấu chìm thì giáo chịu, nhưng mà đấu nổi thì giáo có thể đấu được bất kỳ nào. Chìm nó phải liên quan đến khoan, xong là bắt đầu khoan này đẽo đục xong lại gắn vào vân vân. Còn đấu nổi ở ngoài mình có thể đấu ngon lành. Những cái nhà nói chung là nên đi để ở ngoài, nó hơi xấu một tí nhưng mà có thể biết. Bây giờ quay trở lại chỗ này, bài này chúng ta giải như thế nào? 250 nhà cũ bây giờ chúng ta làm thủ công thì gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số nhà không an toàn về điện trong mẫu, thì x tuân theo phân phối nhị thức. Vì sao lại là phân phối nhị thức? Đề bài bảo nè. Sở Điện lực cho biết 30% tổng số nhà cũ không an toàn điện, không nói bao nhiêu số nhà, bao nhiêu nhà cả. Khi nó không nói bao nhiêu nhà này thì bắt đầu thường là để phân phối nhị thức. X tuân theo phân phối nhị thức với P là bằng 0,3, tỷ lệ 30%.
Thế tại sao n bằng 250? Bởi vì đề bài lấy ra 250 nhà. Đấy. Thế thì v mũ x là biến ngẫu nhiên tỷ lệ chấm chấm. Thì theo công thức ở trên, sigma p mũ sẽ bằng căn bằng 2 của p nhân với 1 trừ p tất cả chia cho n, là tính ra là bằng 0, chắc sắp xỉ 0,029. Khi đó xác suất để tỷ lệ nhà không an toàn về điện trong mẫu là khoảng 0,25 đến 0,35, là chúng ta lắp vào công thức ta tính ra. Đây là công thức tính ngày xưa. Thế còn tính trong R thì siêu dễ thương, rất dễ, cứ để nguyên đấy, không phải làm tròn gì hết, không phải quy làm gì hết, nhưng mà mình sẽ suy ra được. Đọc như thế có hiểu? Thì cái này nhá, có một số bạn bảo phải làm tròn theo đơn vị, cái này không cần thiết. Ví dụ như đề bài bảo chúng ta là ở đây là từ 0,25 cho đến 0,35, nhưng mà ta để nguyên thiết được, hoặc là ta nhân lên 100 thì nó kết quả vẫn như cũ. Nhân lên 100 kết quả như cũ. Tại sao lại kết quả như cũ thì nhỉ? Thì đúng là như thế thật. Thì trong bài nếu đúng ra là chúng ta phải viết như sau. Bởi vì nó bảo là từ 0,25 cho đến 0,35 thì là công thức này: lớn hơn 0,25, nhỏ hơn 0,35. Thì theo công thức là nó bằng p của x nhỏ hơn 0,35 trong buổi trước mà làm xong, trừ đi p của x nhỏ hơn hoặc bằng 0,25, đúng không? Nếu mà nhập bình thường ấy, thì chúng ta sẽ nhập là p nom để nguyên đơn vị ấy. Để nguyên đơn vị ở đây thì là min 30%, tức là 0,3. À, đây là 0.35 này, min này, 0.3 này, SD 0.029, trừ đi t norm 0.25. Các em tính thử xem con này với cái con của thầy nhân thêm 100 nó có đáp số nó như nhau không? Câu trả lời nó như nhau. Xin mời tính thử. Và bạn nào có máy tính về bấm thử. Bấm cái này mấy cái lệnh ở trên kia đáp số nó có giống nhau. Đây là thầy giáo để nguyên không nhân gì cả. Còn ở đây thầy giáo nhân 100. Kết quả như cũ. Không tin được. Tin thôi. Đây. Đây là thầy giáo đã nhân 100 để nhập cho nó dễ. Con nào cũng nhập dấu phẩy ngại kinh được. Các em có thể nhân 1000 nữa được. Đây nha. Đây là cái lệnh ở trong máy tính đúng không? Chúng ta nhìn thấy đúng không? Rồi bây giờ một nhân 100, à, để nguyên ban đầu nhé. 0.35. Thằng này là 0.029 đúng không? 0.0. À, xóa một con 2, shit chết. Đố các bạn biết đáp số thế nào? 1, 2, 3. Ôi tôi chết rồi, nó vẫn như cũ. Thế cho nên nếu như xong bài về sau nó bảo là cái gì? Chiều cao đó, mà người ta để đơn vị là 1,7 mét. Tất cả là 1,7 là đơn vị là mét. Các em cứ để nguyên thế, tính nó cũng thế. Mà các em đổi sang đơn vị là gì? Cm vẫn thế. Có hiểu ý em nói nhỉ? Nhưng phải đơn vị phải giống nhau. Đổi tất cả về một đơn vị tính như nhau hết. Kể cả em để mét cũng đúng, mà để cm cũng đúng. Lại vẫn không hiểu. Không hiểu thôi. Đấy, đơn vị giống nhau là được. Rồi, như vậy là ở đây thì chúng ta đã học được một cái đoạn kỹ thuật để sử dụng phần mềm R để ta tính. Ở ví dụ về tỷ lệ mẫu. Đây là ví dụ trong tài liệu.
Giả sử tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của trường A là 60%. Chọn ngẫu nhiên N là người và gọi X là số người có việc làm trong N người đó. Đặt P mũ bằng X chia cho N, hãy lập bảng phân số xác suất cho P mũ với trường hợp N bằng 1. Rồi N bằng 3, N bằng 5, N bằng 7. Vẽ biểu đồ xác suất nó rồi dạng tán xạ thử dùng trường hợp lớn hơn với sự trợ giúp của R. Cái này chúng ta cũng được làm. Đề bài bảo chúng ta là tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của trường A là 60%, không nói số lượng bao nhiêu người, N là chọn ra ngẫu nhiên N là người, X là số người có việc làm trong 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 N là người đó, thì như vậy là X thì nó sẽ tuân theo phân phối nhị thức, đúng chưa? Vừa nói ở trên rồi, với P ở đây là bằng 60%, tức là 0,6, và đây đây là N, size của nó đây bằng N. Ở trong tài liệu có minh họa chúng ta một số trường hợp vẽ. Sau đó rồi bắt đầu hỏi tỷ lệ mẫu tuân theo phân phối nào. Thì với N đủ lớn như ở trên thì nó tuân theo phân phối chuẩn. Đây là nó minh họa chúng ta trường hợp N bằng 1, N bằng 2, N bằng 3, 4. Khi N nó càng lớn lên thì chúng ta thấy nó càng đồ thị của nó càng giống như là đồ thị của phân phối chuẩn. Đấy. Với một cỡ mẫu đủ lớn, P mũ xấp xỉ phân phối chuẩn với trung bình là P và phương sai là P nhân với 1 trừ V tất cả trên N, trong đó N là cỡ mẫu và P là tỷ lệ tổng thể. Một ví dụ. Chủ một cửa hàng sách ở trong trường đại học khẳng định rằng 50% khách hàng thỏa mãn chất lượng, dịch vụ và giá cả ở đây. Giả định khẳng định trên là đúng. Giả sử khẳng định trên là đúng. Chúng ta chọn ngẫu nhiên 600 khách hàng xác suất để trong đó có dưới 45% khách hàng thỏa mãn với chất lượng dịch vụ là bao nhiêu? Xin mời. Tiếp tục câu thứ hai là giả sử trong mẫu có 267 người thỏa mãn với chất lượng dịch vụ và giá cả, bạn nhận định thế nào về khẳng định của cửa hàng? Thế thì chúng ta sử dụng cái kết quả ở trên ta có là với ở đây là N là đủ lớn thì P mũ nó xấp xỉ phân phối chuẩn với tỷ lệ P là bằng 0,5 trung bình ấy. Và phương sai của nó trung bình của nó chính là bằng P, và ở đây là P bằng phương sai là sigma bình bằng 1 P nhân 1 trừ V tất cả chia cho N. P là 0,5 nhân với 1 trừ 0,5 là bằng 0,25 chia cho N. Như vậy là bằng 1 trên 4 N. Áp dụng vào trong trường hợp thứ nhất là giả sử ngẫu nhiên 600 khách hàng, tức là N đây bằng 600. N bằng 600, như vậy là P mũ nó sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn hóa. Phân phối chuẩn với trung bình nguy vẫn là 0,5. Còn sigma bình thì ta thay là trên đây là 1 phần 4 N mà. Như vậy là 1 phần 4 nhân với 600 thì là 1 phần 2.400. Đấy, khi đó thì xác suất có dưới 50% khách hàng thỏa mãn yêu cầu dịch vụ là P, xác suất này P mũ nhỏ hơn 0,25 à 0,45, bấm máy như trên bảng là ra đáp số, ta không tính tay đâu. P norm 0.45, min là 0.5, SD là 1 chia cho là căn bậc 2 của độ lệch chuẩn, căn bậc 2 của phương sai,
Thế mà phương sai thì là 1 phần 240. Như vậy độ lệch chuẩn sẽ là 1 chia cho căn của 2400. Đúng chưa? Thế nó ra kết quả như trên bảng. Còn câu cuối cùng thì nó là giả sử trong mẫu có 267 người thỏa mãn chất lượng dịch vụ, nó khẳng định thế nào của cả hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực chất là chúng ta sẽ dùng lệnh ước lượng. Ước lượng tham số của tổng thể và dùng probe.test với n bằng 600. Cỡ mẫu là 600 và ở đây là x có 267 người thỏa mãn. Correct bằng full tức là không điều chỉnh liên tục. Chúng ta sẽ ra được kết quả. Bài học kết thúc ở đây. Chúng ta dừng ở đây. Ai muốn ở lại cứ ở.